Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc như là Lào Cai, Sơn La đã xảy ra mưa to trên diện rộng, hàng trăm hộ dân đã phải di cư do nguy cơ sạt lở cao, ước tính thiệt hại của hai tỉnh này lên tới hàng chục tỷ đồng. Tại tỉnh Lào Cai, từ ngày 19 đến ngày hôm nay 21 tháng 7, mưa lớn liên tục xuất hiện tại nhiều địa phương, trong đó huyện Bảo Yên bị thiệt hại nặng nề nhất, 40 hộ dân phải di rời. 200 hecta ruộng hoa màu của người dân ở xã Long Phúc và Việt Tiến bị ngập úng, hàng trăm hecta diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do nước tràn qua. Thống kê ban đầu, toàn tỉnh Lào Cai thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng, hàng chục nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhà bị đất đá vùi lấp. Quốc lộ 70 qua địa phận Bảo Yên tắc nghẽn nhiều giờ liền. Đến chiều nay, một số thôn bản của huyện Bảo Yên vẫn bị chia cắt, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp. Tại tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết đã có một người mất tích là bà Bạc Thị Mậu, dân tộc Thái, tại bản Hòn, xã Bòng Phẳng, huyện Thuận Châu. Hiện toàn tỉnh Sơn La có gần 400 hộ dân trong diện tích có nguy cơ sạt lở cao phải di rời. Mưa lũ làm 5 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, 44 nhà phải di rời khẩn cấp, 34 nhà bị sạt lở và bị ngập. Về nông nghiệp, hơn 260 hecta lúa và cây hoa màu bị ngập và cuốn trôi. Lũ cũng đã cuốn trôi 6 con trâu bò và nhiều ao cá trên địa bàn tỉnh. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị ách tắc. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 35 tỷ đồng.